Nhiều người dân ở xã Đạ Rờ San, huyện Đam Rông có đất sản xuất bên kia suối Đắc Măng. Trước đây thường phải lội suối để sản xuất, thì nay đã rất vui mừng khi có cây cầu sát bắc qua. Điều đáng nói, đây là cây cầu do một người dân ở địa phương tự nguyện bỏ tiền xây dựng nhằm giúp cho người dân đỡ vất vả và nguy hiểm khi phải lội suối để sản xuất. Đó là tấm lòng của gia đình anh Trần Văn Quý ở thôn Păng Pế Năm, xã Đạ Rờ San. Anh đã bàn với vợ bỏ ra số tiền gần 150 triệu đồng để xây dựng cây cầu treo bắc qua suối, có chiều dài 37 mét, rộng 1,5 mét, cao so với mặt nước 7 mét, trụ được đổ bê tông cốt thép, mặt cầu được hàn bằng sắt chắc chắn. Nhờ có cầu mới của anh Quý xây dựng nên bà con không phải vất vả lội suối Đắc Măng như trước, mà giờ đây người dân đã thoải mái đi lại, vận chuyển hàng hóa, phân bón, chăm sóc cho cây trồng.